trong số The Locker Room lần trước, chúng ta đã nói về những thay đổi về cách vận hành của Premier League mùa giải 2024-2025. Rõ ràng là điều này ảnh hưởng đến các câu lạc bộ và sức mạnh của từng đội bóng, cũng vì thế mà trở nên biến động. Rủi ro mới cũng đồng nghĩa với những cơ hội mới. Nếu không dành cho câu lạc bộ này thì cũng dành cho câu lạc bộ khác. Mỗi đội bóng khi bước chân vào mùa giải mới đều có những tham vọng riêng của mình và chiến đấu hết mình vì điều đó. Hợp chung tất cả lại, chúng ta sẽ có một mùa giải 2024-2025 đầy hứa hẹn. Và trong số The Locker Room của lần này, hãy cùng đến với những kịch bản điên rồ có thể xảy ra ở EPL. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trong thế giới bóng đá, việc một đội bóng thống trị giải đấu nhiều mùa liên tiếp đã trở thành một điều không quá xa lạ. Manchester City dưới triều đại của Pep Guardiola đã biến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trở thành cuộc chơi của riêng họ. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ và mùa giải tới có thể là thời điểm mà bức tường thành này bắt đầu rạn nứt. Những đội bóng như Arsenal với sự trẻ trung và đầy khát vọng hay Liverpool luôn sẵn sàng bùng nổ dưới áp lực đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc lật đổ. Nếu một đội bóng phá đi chuỗi 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp của Man City, đó sẽ là một sự kiện đáng chú ý trong lịch sử của bóng đá Anh. Một khi nó xảy ra, sẽ tác động đến rất nhiều mặt. Đầu tiên là về Man City. Việc không thể bảo vệ thành công danh hiệu có thể sẽ là một cú sốc lớn cho Man City, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo động lực mạnh mẽ cho đội bóng thể trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải tiếp theo. Dù vậy, cũng sẽ có một viễn cảnh khác xảy ra nữa là Pep có thể rời The Citizen và tìm cho mình một thử thách mới. Bởi dù gì, hợp đồng của ông với đội chủ sân Etihad cũng sẽ đáo hạn sau khi mùa giải này kết thúc. Thứ hai là tác động đến đội bóng phá chuỗi. Đội bóng này sẽ được ghi nhớ như là một kẻ lật đổ triều đại của Manchester City. Chiến tích này sẽ nâng cao vị thế của họ trong làng bóng đá Anh và thế giới. Arsenal của Mikel Arteta đang là ứng cử viên sáng giá nhất để thực hiện điều đó. Đội bóng phía Bắc London đã có hai mùa giải về nhì liên tiếp sau Man City. Quá tàm ba bận. Đây chính là thời điểm không thể nào thích hợp hơn để Mikel Arteta có thể lật đổ được ông thầy cũ của mình. Tiếp theo là tác động đến cả giải đấu. Việc Manchester City không thể vô địch sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn cho các đội bóng khác, từ đó làm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu. Nếu đội bóng phá chuỗi có khả năng tiếp tục duy trì phong độ và giành thêm nhiều danh hiệu, chúng ta có thể chứng kiến sự chuyển dịch quyền lực của giải đấu với Man City không còn độc tôn như trước. Truyền thông và người hâm mộ cũng sẽ bị tác động khá nhiều bởi chiến tích này. Trong đó, fan của Man City có thể sẽ phải điều chỉnh lại kỳ vọng của mình sau thất bại. Còn người hâm mộ của đội bóng vô địch sẽ tràn đầy hy vọng và tự hào. Truyền thông sẽ tập trung rất nhiều vào đội bóng đã phá vỡ chuỗi vô địch của Man City với các bài viết phỏng vấn và phân tích sâu rộng về cách thức và quá trình họ đã làm được điều đó. Và hơn hết, đội bóng này sẽ được ghi nhớ mãi mãi trong lịch sử bóng đá Anh như là đội đã chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Man City. Họ sẽ trở thành một phần của câu chuyện lớn trong bóng đá, được so sánh với những đội bóng vĩ đại khác đã tạo nên những bước ngoặt của lịch sử. Sự kiện này không chỉ là một chức vô địch thông thường mà còn có thể thay đổi cục diện của bóng đá Anh, tạo ra những kịch bản và câu chuyện mới đầy thú vị cho cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn ở những mùa giải tiếp theo. Khi nhắc đến Man City, người ta không chỉ nghĩ đến một đội bóng với lối chơi đầy mê hoặc mà còn là một đế chế đầy quyền lực trong làng bóng đá. Tuy nhiên, quyền lực thường đi đôi với trách nhiệm và đôi khi là những rắc rối. Mùa giải mới bắt đầu khi City tiếp tục bị ám ảnh bởi 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League. Những nghi ngờ về việc liệu họ có thể duy trì phong độ đỉnh cao dưới áp lực pháp lý đang ngày càng lớn dần. Đây không chỉ là thử thách trên sân cỏ mà còn là bài kiểm tra về sự vững vàng của cả hệ thống City. Tiếp theo, Ngoại hạng Anh cũng sẽ có những thay đổi quan trọng trong mùa giải 2024-2025, ảnh hưởng trực tiếp đến cách đội bóng công bố đội hình xuất phát và cách cầu thủ dự bị khởi động. Cho đến mùa giải trước, các câu lạc bộ ở Ngoại hạng Anh thường công bố đội hình xuất phát 1 giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa giải tới, thời gian này sẽ được thay đổi khi các đội bóng phải công bố đội hình của mình sớm hơn 15 phút, tức là 75 phút trước khi trận đấu diễn ra. Ví dụ, với một trận đấu bắt đầu lúc 12 giờ trưa, trước đây các đội bóng sẽ công bố đội hình vào lúc 11 giờ sáng. Nhưng từ mùa giải này, thời gian này sẽ được đẩy lên sớm hơn vào lúc 10 giờ 45 phút sáng. Sự thay đổi này giúp Ngoại hạng Anh đồng bộ với các giải đấu như UEFA Champions League và các giải đấu của UEFA khác, nơi đã yêu cầu các đội bóng công bố đội hình 75 phút trước khi trận đấu bắt đầu từ lâu. Điều này đòi hỏi các huấn luyện viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và có kế hoạch dự phòng nếu cần thay đổi ngay trước giờ bóng lăn. Sự thú vị nằm ở chỗ nó ảnh hưởng nhiều đến những người chơi Fantasy Premier League hơn là đội bóng, khi deadline của từng vòng đấu vẫn được giữ nguyên trước 1 tiếng 30 phút. Điều này càng làm tăng sự chuẩn bị của người chơi khi họ có thể chờ đợi thông tin về đội hình xuất phát bị rò rỉ trước trận. Bên cạnh việc thay đổi thời gian công bố đội hình, một điều chỉnh khác trong mùa giải mới là số lượng cầu thủ dự bị được phép khởi động ngoài đường biên sẽ tăng từ 3 lên 5 người cho mỗi đội. Sự thay đổi này tương ứng với việc các đội bóng hiện nay được phép thực hiện 5 sự thay đổi người cùng một lúc trong trận đấu. Chẳng hạn, trong một trận đấu căng thẳng như giữa Man United và Liverpool, nếu Quỷ Đỏ muốn tạo lợi thế về mặt thể lực,
họ có thể cho phép 5 cầu thủ dự bị khởi động cùng lúc. Điều này giúp cao thủ sẵn sàng vào sân thay đổi chiến thuật ngay khi cần thiết mà không phải chờ đợi lâu, từ đó tối ưu hóa hiệu quả của các lần thay người. Những thay đổi này không chỉ làm tăng tính cạnh tranh trong mỗi trận đấu, mà còn đòi hỏi các đội bóng phải có chiến lược quản lý đội hình chặt chẽ và linh hoạt hơn. Người hâm mộ cũng sẽ được trải nghiệm một mùa giải với nhiều tình huống bất ngờ và thú vị hơn bao giờ hết. Tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được thành công, và điều này đặc biệt đúng với Manchester United và Chelsea. Cả hai đội bóng đã chi ra hàng trăm triệu bảng để mang về những ngôi sao sáng giá, nhưng dường như sự cải thiện về kết quả thi đấu vẫn chưa xuất hiện. Manchester United dưới thời Erik ten Hag liên tục gặp khó khăn trong việc tìm lại hào quang quá khứ. Chelsea thì vẫn loay hoay tìm kiếm sự ổn định sau một mùa giải đầy biến động. Có phải cả hai đang đi vào vết xe đổ của những đội bóng chỉ biết tiêu tiền mà quên mất điều quan trọng nhất, đó là sự gắn kết và chiến lược dài hạn? Manchester United và Chelsea đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2024 khi mang về tổng cộng 13 tân binh mới. Trong đó Chelsea chiếm phần lớn với 9 cầu thủ, con số của Man United là 4. Việc hoạt động tích cực trong việc mua sắm chứng tỏ tham vọng của hai đội bóng này ở mùa giải mới là rất cao. Thế nhưng sẽ ra sao nếu như thành tích của cả hai tại Ngoại Anh lại không đạt đúng so với kỳ vọng của người hâm mộ? Đầu tiên là về Chelsea, The Blue đang bị chỉ trích khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây khi mua quá nhiều cầu thủ mới. Thậm chí có những người còn cho rằng họ đang mua vô tội vạ mà không tập trung vào những vị trí trọng yếu. Vị trí mà các chủ Blue muốn thấy nhất là tiền đạo cắm. Đã có những liên hệ giữa Chelsea và Napoli trong trường hợp của Victor Osimhen, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thương vụ này chỉ đang ở trong mức thương thảo. Khi mà Ngoại hạng Anh đang cận kề ngày khai màn, thì sự sốt ruột của người hâm mộ Chelsea ngày càng tăng cao. Viễn cảnh hàng công của đội bóng thi đấu thiếu ổn định như mùa giải trước lại bắt đầu hiện lên trong đầu của từng cổ động viên. Nếu kết quả không đúng như kỳ vọng thì không chỉ tân huấn luyện viên Enzo Maresca mà cả ban lãnh đạo Chelsea cũng sẽ bị chỉ trích dữ dội. Còn về Man United, họ đã chi tổng cộng 164,5 triệu euro cho 4 thương vụ bao gồm Lenny Zoro, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee và Nuzay Mazraoui. Dễ nhận thấy rằng có 2 tân binh đã từng làm việc dưới trướng của Ten Hag tại Ajax là de Ligt và Mazraoui. Tính luôn cả Lisandro Martinez, Andre Onana và Anthony thì đội hình Man United lúc này có đến 5 cái tên từng là học trò của ông thầy người Hà Lan. Chính sách chuyển nhượng của Manchester United có vẻ như đang nuông chiều Ten Hag. Lợi thế là họ quen với phong cách huấn luyện của ông. Nếu thành công thì sẽ chẳng sao, nhưng một khi đã thất bại thì rất nhiều sự chỉ trích sẽ đổ dồn lên cả Ten Hag và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Kết quả không tốt đồng nghĩa với việc chiếc ghế của Ten Hag sẽ bị lung lay dữ dội, và nếu ông rời đi thì những cầu thủ mà ông đã mang về sẽ phải xử lý như thế nào? Bán đi hay đợi một huấn luyện viên mới có thể phát huy được tiềm năng của họ? Đó là câu chuyện rất khó để có thể nói trước. Việc chi tiêu lớn mà không đạt được kết quả tốt có thể dẫn đến khủng hoảng sâu sắc cho cả Manchester United và Chelsea, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh từ chiến lược tài chính đến tâm lý và uy tín của đội bóng. Erik ten Hag đã đến Manchester United với rất nhiều kỳ vọng và áp lực. Sau hai mùa giải đầu tiên đầy thách thức, nhiều người tự hỏi liệu ông có thể đưa Quỷ Đỏ lại vinh quang hay không. Thế nhưng bóng đá luôn có cách làm người ta ngạc nhiên, và năm thứ 3 của Ten Hag có thể chính là thời điểm mà mọi thứ bừng sáng. Với sự xuất hiện của những tân binh chất lượng như De Ligt và Mazraoui cùng với một lối chơi đã dần ổn định, United có thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Liệu đây có phải là năm mà Old Trafford sẽ lại vang lên những tiếng reo hò chiến thắng không? Mùa giải thứ 3 của Erik ten Hag tại Manchester United bỗng trở thành một bước ngoặt đầy thăng hoa, khắc họa một hình ảnh hoàn toàn mới của đội bóng từng lắm dàn chuẩn. Sau khi trải qua một mùa giải trước đó đầy thất vọng, nơi chiếc ghế của ten Hag chỉ được giữ lại nhờ vào chức vô địch FA Cup và sự bế tắc của ban lãnh đạo trong việc tìm kiếm huấn luyện viên thay thế, ít ai ngờ rằng năm thứ 3 lại là thời điểm ông thực sự ghi dấu ấn. Những bản hợp đồng mới như Lenny Zoro, Matthijs de Ligt, Nuzay Mazraoui và Joshua Zirkzee nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. De Ligt và Zoro trở thành trụ cột ở hàng thủ, mang lại sự vững chắc và kinh nghiệm cần thiết để đối phó với những hàng công tại giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Mazraoui vừa giúp cánh phải của Quỷ Đỏ trở nên đầy tốc độ và hiệu quả hơn trong cả tấn công lẫn phòng ngự, vừa giảm tải nhiệm vụ hành lang cánh trái cho Luke Shaw. Đặc biệt, Joshua Zirkzee, một cái tên mà ban đầu không nhiều người kỳ vọng, lại bùng nổ với khả năng ghi bàn đa dạng, tạo ra sự cạnh tranh lớn cho Højlund ở vị trí tiền đạo cắm. Không chỉ các tân binh, những cầu thủ chủ chốt như Marco Rashford và Bruno Fernandes cũng đã tìm lại phong độ đỉnh cao. Đặc biệt đối với Rashi, sau những chấn thương và phong độ trồi sụt, đã trở lại với sự tự tin và hiệu suất ghi bàn ấn tượng, trở thành mũi nhọn đáng sợ trên hàng công. Còn với anh trưởng Bruno Fernandes, cùng với việc gia hạn hợp đồng mới, lại tiếp tục là linh hồn của lối chơi, cung cấp sự sáng tạo và tính đột biến cho hàng công của đội bóng. Bên cạnh đó, sự trưởng thành vượt bậc của các tài năng trẻ như Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund và Amad Diallo đã thổi một luồng gió mới vào đội hình. Họ không còn chỉ là những cầu thủ trẻ tiềm năng mà đã trở thành những quân bài chiến lược hàng đầu của Ten Hag, góp phần quan trọng vào sự đa dạng và chiều sâu của đội bóng. Một tập thể mang đậm dấu ấn Hà Lan, từ ban huấn luyện đến cầu thủ, đã bất ngờ tỏa sáng rực rỡ.
điều mà nhiều người từng coi là không thể. Một vị trí trong top 4 giờ đây nằm gọn trong tầm tay. Hơn thế nữa, Manchester United còn bất ngờ trở thành một ứng viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Thật khó để tin rằng một đội bóng từng loay hoay tìm lại ánh hào quang của mình lại có thể vươn lên mạnh mẽ đến vậy. Tất cả nhờ vào tài năng của Erik ten Hag và sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo đội bóng dành cho ông. Khi Jurgen Klopp đến Liverpool, ông đã biến đội bóng này từ một ứng cử viên vào top 4 thành một cỗ máy chiến thắng. Nhưng giờ đây, khi kỷ nguyên của Klopp đã khép lại và tân thuyền trưởng Arne Slot sẽ là người được kỳ vọng tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng của câu lạc bộ, những thay đổi về lối chơi và sự xuất hiện của những tài năng mới đã mang đến một làn gió mới tại Anfield. Mùa giải tới có thể sẽ là thời điểm mà Liverpool chứng minh rằng họ không chỉ là một đội bóng của quá khứ mà còn là một ứng cử viên nặng ký cho đường đua Premier League. Dù chưa bổ sung tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng hè này, thế nhưng Liverpool vẫn được kỳ vọng sẽ kết thúc mùa giải Premier League 2024-2025 ở vị trí thứ 3. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, The Kop có 40,2% khả năng đạt được mục tiêu này. Mặc dù khả năng vô địch của họ chỉ đạt 5,1%, nhưng việc Liverpool duy trì được sự ổn định và sức mạnh trong đội hình hiện tại là yếu tố quan trọng giúp họ có thể cạnh tranh trong top 4 mùa giải tới. Với dàn nhân sự chủ chốt không có nhiều sự thay đổi, cộng thêm việc những ngôi sao như Van Dijk hay Salah cam kết tương lai với đội bóng, rõ ràng là tân thuyền trưởng Arne Slot vẫn sẽ sở hữu đội hình đủ sức cạnh tranh trong mùa giải sắp tới đây. Liverpool đang đứng trước một chương mới trong lịch sử khi Jurgen Klopp, người đã xây dựng nên một đế chế vững mạnh tại Anfield, chính thức rời đi. Sự lo lắng về tương lai của đội bóng là một điều dễ hiểu, nhưng dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên Arne Slot, The Red đang chứng tỏ rằng họ không những không suy yếu mà còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Slot có thể là một cái tên mới mẻ tại Anfield, nhưng ông đã nhanh chóng thích nghi và mang lại niềm hy vọng lớn cho người hâm mộ. Những chiến thắng ấn tượng trước Real Betis, Arsenal, Manchester United và Sevilla trong các trận đấu tiền mùa giải không chỉ giúp Liverpool khẳng định vị thế mà còn mở ra triển vọng về một mùa giải thành công. Dù Slot chưa thể hiện nhiều về dấu ấn chiến thuật cá nhân, nhưng việc ông chuyển hóa lối chơi từ bùng nổ sang kiểm soát là một thay đổi chiến lược đáng chú ý. Điều này giúp đội bóng duy trì thể lực và sự ổn định trong suốt mùa giải, đặc biệt khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của Premier League. Trong bối cảnh đội bóng đang trải qua những biến động lớn, Mohamed Salah vẫn là người dẫn dắt Liverpool bằng sự ổn định và đẳng cấp vượt trội của mình. Những màn trình diễn xuất sắc của anh trước Arsenal và Manchester United không chỉ cho thấy tầm ảnh hưởng, mà còn khẳng định vai trò và không thể thay thế của anh trong đội hình. Dù huấn luyện viên Klopp có thể đã tính đến việc tìm người kế nhiệm Salah, nhưng hiện tại không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà ngôi sao người Ai Cập để lại. Salah tiếp tục là điểm tựa tinh thần và chiến lược cho Liverpool trong hành trình tìm lại vinh quang. Không chỉ dựa vào những cái tên quen thuộc, Slot còn khéo léo khai thác tiềm năng của các cầu thủ trẻ, những tài năng như Harvey Elias, Curtis Jones hay là Chen Enyoyi đang dần khẳng định bản thân và hứa hẹn trở thành những trụ cột mới của đội bóng trong tương lai. Phong cách chơi bóng kiểm soát và nhịp nhàng mà Slot áp dụng rất phù hợp để phát triển các tài năng trẻ, giúp họ hòa nhập và tỏa sáng trên sân cỏ. Dù chưa có thêm nhiều sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng, Liverpool vẫn cho thấy sự vững vàng về lực lượng và chiến thuật. Với một đội hình được Klopp xây dựng kỹ lưỡng cùng với sự dẫn dắt thông minh của Arne Slot, Liverpool hoàn toàn có khả năng tiếp tục thách thức các đối thủ tại Premier League và châu Âu. Sự kế thừa và phát triển dưới thời Arne Slot không chỉ giúp Liverpool giữ vững bản sắc mà còn mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho đội bóng thành phố cảng. Mùa giải 2024-2025 hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ và những kịch bản không thể đoán trước. Các bạn đã sẵn sàng cho những diễn biến kịch tính của Ngoại hạng Anh chưa? Hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất trên kênh Bình luận viên Anh Quân. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng The Locker Room và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.